Đây, kêu các bạn đây là cáp, cáp để chuyển đầu spot, display spot trên máy tính qua HTML. Mình sẽ làm thử bóc ra. Chuyển qua TV được rồi, hết gậu đây, cái này là mình cắm ở đây, TV. Tắt camera đi mới chặn được. Rồi bây giờ mở TV lên. Thêm cái loa này nữa này cho nó rõ. Đấy, học anh văn thì cho trẻ em á thì nên học trên cái TV này chắc khỏi đau mắt. Tuyệt vời, tạm biệt các bạn nha.